Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người ta kể về một cành cây nhỏ thấy đời mình xun xuê những trái, thế là lên mặt tự kiêu, tự hào, ngỡ tưởng mình là dời là bể. Nó quên mất một điều hệ trọng: những quả mà nó có tất cả đều bởi nhựa sống từ thân cây truyền sang. Hoa trái quý báu ấy là thành quả của cả cây chứ không phải là của nó. Và vì thế, điều hệ trọng nhất là nó phải dính kết với cây. Rời thân, nó sẽ héo khô ngay, sẽ chết tức thì và trở nên vô nghĩa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu đã đem hình ảnh ấy nơi cây nho để diễn tả mối liên hệ giữa Ngài và chúng ta, những người Kitô hữu. Để có sự sống thần linh trong mình, chúng ta phải luôn gắn liền với Ngài. Gắn liền là gì? Nếu không phải là luôn đón rước lấy mình máu Ngài, nghĩa là luôn để sự sống của Ngài lúc nào cũng tuôn chảy trong linh hồn của mình. Gắn liền là gì? Nếu không phải là siêng năng đọc lấy những lời Ngài dạy trong Thánh Kinh để chìm sâu vào trong đó mà nhận ra được những chỉ thị của Ngài. Gắn liền là gì? Nếu không phải là có những giây phút gặp gỡ riêng tư với Ngài để tâm sự thân thiết với Ngài về chuyện vui, chuyện buồn, nỗi lo, niềm hy vọng đang trải dài trong cuộc sống vốn đầy phức tạp của mình. Gần Ngài để nghe được những lời an ủi, vỗ về, thông cảm của Ngài. Gắn liền là gì? Nếu không phải là luôn mời Ngài cùng đồng hành với mình trong mọi công việc của nhịp sống, cùng Ngài vào lớp học tập, vào bếp nấu ăn, cùng Ngài đứng giữa nơi buôn bán, hay đứng chịu trận với cái nắng vỡ đầu trên cánh đồng, trên những farm dâu. Gắn liền với Ngài, nhựa sống thần linh sung mãn sẽ ngập đầy cành cây đời ta, và ta sẽ sinh rất nhiều hoa trái. Nhưng những hoa trái nào thế nhỉ? Có nhiều loại hoa trái. Có những loại hoa trái có thể hư hao là những loại hoa trái bằng vật chất, như đền đài, như nhà thờ. Có những loại hoa trái trường cửu vĩnh viễn, đó là tấm lòng nhân ái, sự bao dung, sự tha thứ, sự dấn thân phục vụ sâu xa đến tận cùng, như chính Chúa đã quỳ rửa chân cho các môn đệ. Hiến dâng đời mình trở thành một miếng bánh ngon mềm cho người mình yêu cầm lấy mà ăn. Thử hỏi, Chúa Giêsu thích loại hoa trái nào vậy? Thưa, dĩ nhiên Chúa thích loại hoa trái trường cửu của lòng nhân ái, của bao dung, của tha thứ, của phục vụ và của tận hiến đời mình cho tha nhân. Đó là những loại hoa trái vô hình nhưng lại rất ngọt ngào và vô cùng quý giá. Chúng ta hãy sinh sản ra những hoa trái đó để Chúa được ở trong chúng ta và chúng ta được ở trong Ngài. Tôi xin nói vài phút bằng tiếng Anh cho các em. Dear children, in today's gospel, Jesus said, "I am the true vine, and my Father is the vine grower. If any of my branches doesn't bear fruit, he pruns it off. He prunes every branch that does bear fruit, that it may bear even more fruit." Thus, according to Jesus, pruning is done
not as a punishment, but to make the bush better. When we take away some disease element from a plant or cut back the branches, we are removing plant parts to improve the health and value of the plant. So pruning is a way to make things better, make a better plant, a better tree, a better orchard. If you cut high all branches from your tree of life, the tree begins to thrive again, not wither. Pruning is done to encourage new growth and overall health of the plant or tree. So seen in that way, you and I do need to be trimmed regularly, don't we? The reason pruning would help is not that we should be punished, but that it promotes the health of the whole person, the whole garden, the whole orchard. That is the mystical body of Christ in which we all member. Trust steadiness of God's gardener hands. Trust even while suffering. Bring in your overflowing share of trust at Sunday table of the Lord. Let the word instruct you. Let the body and blood of Christ, which was pruned to almost nothing, fill you and shape you. Then you can say to the Lord with the rest of us, go ahead, trim whatever gets in the way. We are not the vine, we are the branches. Our job is not to be perfect, it is to remain in you, Christ, and to let you do good within us and through us. God prunes from us whatever does not give life and nourishes within us whatever does.